Mới đây, cộng đồng mạng Việt không khỏi xôn xao trước câu chuyện một chàng trai đến từ Thâm Quyến Trung Quốc đã xếp 25 chiếc iPhone S thành hình trái tim để cầu hôn bạn gái. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự chú ý cực lớn và vô số lượt chia sẻ sau khi được một dân mạng Việt đăng tải lại trên mạng. Điều đáng nói là nữ chính trong màn cầu hôn đã đem tặng cho bản thân mình mỗi người một chiếc điện thoại. Vì vậy mà nhiều người, đặc biệt là hội chị em cũng không ngần ngại tác nhẹ bản thân mình phía dưới bài viết để nhắc nhở. Bạn thân à, mong cậu có tiền đồ như vậy để tới được nhờ. Nếu đời này không cho tôi một anh người yêu giàu có thì hãy cho tôi người bạn thảo hiền như vậy. Nếu được thế này thì dù cô đơn, tôi vẫn có thể chấp nhận được. Mình cũng có bạn thân mà nó chưa có bồ. Mình không biết có thể trông cậy vào nó không nữa. Bạn thân nhà người ta đây rồi nè. Mình đây chỉ cần nổ một bữa ăn thôi là ấm lòng rồi. 25 chiếc iPhone S được xếp thành hình trái tim. Màn cầu hôn lãng mạn và xa xỉ. Thực ra câu chuyện này đã từng làm mưa làm gió cộng đồng mạng Trung Quốc từ năm cuối năm 2017, vào đúng ngày iPhone S ra mắt. Được biết anh chàng này đã mua 25 chiếc điện thoại chính là số tuổi của cô nàng và xếp chúng thành hình trái tim với những cánh hoa hồng đỏ được trải xung quanh. Ngoài điện thoại, chàng trai còn tặng một chiếc nhẫn kim cương đặc biệt khiến cho ai nấy đều phải ghen tị với màn cầu hôn xa xỉ. Và chính xác thì chàng trai mới là người lấy số điện thoại cầu hôn đem đi tặng cho gia đình và bạn bè của cô gái, những người đã giúp anh ta chuẩn bị màn cầu hôn này. Nhưng cho dù ai tặng cũng không quan trọng bởi cũng đều là của cặp đôi nọ mà thôi. Điều quan trọng nhất là tại thời điểm đó, iPhone S ở Trung Quốc có giá khoảng 1.265 đô la Mỹ, hơn 29 triệu đồng. Tính ra anh đã chi đến khoảng 733 triệu cho màn cầu hôn của mình. Dù chuyện đã từ khá lâu nhưng hiện tại dân mạng Việt vẫn đang chia sẻ không ngớt. Đúng là có người bạn thân thế này thì cũng đáng khen tị thật.